Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 31 tháng 12 là đêm giao thừa tiễn năm cũ 2022 và chào đón năm mới 2023, cũng là đêm diễn ra lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9. Tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động, đặc sắc, tạo không khí phấn khởi rộn ràng trên thành phố Hoa. Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo người dân và du khách đã tham dự. Với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 đã diễn ra chuỗi các sự kiện đặc sắc bao gồm 9 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và 31 chương trình xuyên suốt, tập trung cao điểm từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, được trải dài trong một không gian rộng lớn cả về tầm vóc lẫn quy mô. Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi nhằm kịp thời động viên nhân dân ổn định lao động sản xuất, phát triển kinh tế sau những khó khăn thách thức của đại dịch Covid-19, để lại nhiều tình cảm ấn tượng sâu sắc về một lễ hội văn hóa, kinh tế, chính trị mang tầm quốc gia và quốc tế với 37 đoàn khách trong nước, 14 đoàn khách quốc tế, thu hút hơn 1,5 triệu lượt du khách gần xa đến với những chương trình sự kiện đầy ấn tượng. Đến Đà Lạt mình để đón một cái Tết dương lịch năm 2023. Mình thấy cảnh ở quảng trường rất là đẹp và không khí ấm áp, thật là vui vẻ. Và những khách từ xa đến rất là nhiều, đông vui. Năm nay tổ chức festival rất là đẹp, thấy phong cảnh đồ đẹp hơn mọi năm. Những cái bức mà hình người đồ á rất là thấy là đẹp, thích, rất là thích đó. Cho nên là mấy bữa thấy người ta đi thích quá, bên đây gia đình mình mới đến đây. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi, kịp thời động viên nhân dân ổn định lao động sản xuất, phát triển kinh tế sau những khó khăn thách thức của đại dịch, để lại nhiều tình cảm ấn tượng sâu sắc về một lễ hội văn hóa, kinh tế, chính trị mang tầm quốc gia và quốc tế. Chúng ta sẽ đón chào năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng tốt đẹp cho mọi người, mọi nhà, và cũng là năm đánh dấu kỷ niệm Đà Lạt 100 năm hình thành và phát triển. Với những tình cảm sâu sắc, lưu luyến của bạn bè trong nước và quốc tế, nhân dân và du khách về lễ hội, về thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Festival Hoa lần thứ 9 năm 2022 xin được khép lại. Kính chúc quý đại biểu, đồng bào, đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, đón chào năm mới Xuân Quý Mão năm 2023 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Xin thân ái tạm biệt, hẹn gặp lại tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10. Xin trân trọng cảm ơn. Cùng hòa chung vào không khí sôi động của lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt là sự rộn ràng phấn khởi trong lòng mỗi người để chào đón năm mới 2023. Đêm giao thừa với màn bắn pháo hoa rực rỡ và chương trình đã tạm biệt năm cũ để đón chào một năm mới, hứa hẹn đem đến nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Với những dự định sẽ tiếp tục được hoàn thành mà nhiều người đã lỡ hẹn trong thời gian phải đối mặt với những khó khăn bởi dịch bệnh và biến động trong năm qua. Trong năm qua thì có rất nhiều khoảnh khắc mà em đã bỏ qua, ngược lại thì em có được rất nhiều thứ mà mình đã mong muốn. Trước thời khắc năm mới thì em rất là vui và hạnh phúc. Một năm mới thì mong muốn Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung là chúng ta bước sang một cái năm mới sức khỏe dồi dào và con người thì đoàn kết thân thiện. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 đã chính thức khép lại, nhưng hình ảnh về Đà Lạt hiền hòa, thân thiện, mến khách sẽ luôn ghi lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách. Và năm 2022, với những khó khăn, thử thách đã đi qua, nhường chỗ cho năm mới 2023 của niềm tin nền kinh tế phục hồi, đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc. Khi mà dịch bệnh đã được kiểm soát, các kế hoạch cụ thể đã được vạch trên nhiều lĩnh vực và mỗi chúng ta đều có những dự định cho riêng mình để khởi đầu một năm mới với nhiều hy vọng mới.